thì đang vào bên trong thì là đây là một em là mới vừa mất chưa trâu, nhưng mà thêm một em nữa cũng mất là do bệnh tật rất hiểm nghèo, thì đang nằm ở bên trong, mới mất 8 giờ sáng nay, một em là mất cách đây là mấy ngày, hai ngày, người em là mất 2 ngày là cũng chưa trâu. Còn người anh là mới mất 8 giờ sáng nay, cho nên là kênh YouTube anh Trần cũng muốn là đến chia sẻ với cùng gia đình, kêu gọi anh em mình thường quân giúp đỡ cho gia đình trong cái hoàn cảnh rất khó khăn, bởi vì hai người con là lao động chính trong gia đình, nhưng mà hoàn cảnh thì là hai em đó là cũng bị là bệnh tật nhiều năm, cho nên là không lao động sản xuất gì được hết, còn cái tiền là thuốc mang chữa bệnh cũng là 4-5 năm rồi, cho nên là gia đình cũng là gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là cây nhớ là YouTube anh Trần cũng muốn đến đây là chia sẻ và kêu gọi anh em mạnh thường quân trên công đoạn mạng và giúp đỡ cho gia đình là có hoàn cảnh khó khăn. Và địa chỉ ở đây là thôn Quái Gián 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Còn bên trong bây giờ mọi người vào bên trong là thể xác là thi thể của người anh đang ở bên trong đây, đây. Và đây là thi thể người anh cũng mới mất sáng nay, chưa liền, cũng đang nằm bên trong đây, thì là chuẩn bị á. Và đây là người con gái của là con gái người anh đang nằm đó phải không? Gái người anh là con gái là vợ là bà anh. Đó là chị vợ của là người chồng là mới mất sáng nay, do có hoàn cảnh thì là trong gia đình hai anh em là cũng bị bệnh quá nhiều năm, cho nên là gặp rất nhiều khó khăn, thì là qua đây thì là kênh YouTube anh Trần cũng kêu gọi là cộng đồng mạng là chia sẻ giúp đỡ trong những ngày khó khăn của gia đình. Thì cho em thì nghe cái thông tin là gia đình đó thì cũng có trong mấy ngày mà hai người con là ra đi, cho nên là có gặp nhiều khó khăn, thì cũng đó là cũng thôi ở cái thôn có giống hai này, thì nói chung là em sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình, thì đó là em chia sẻ cho người cùng biết để có làm chỗ là bên cộng đồng mạng họ nhìn nhận được cái vấn đề đó là khó khăn của gia đình, và đó là trong cái nhân dịp tết của cây thuốc bạc trắng đây là kêu gọi đó là mặt thường quân này cũng giúp đỡ hỗ trợ cho mình trong những khó khăn này, thì mời anh chia sẻ. Tôi là lên tưởng thảo giác của một cách của bà con giám hà của Hà Đức của con thành phố Hà Nẵng trong cảnh điều kiện của những cái gì có hai người con ở đâu cách đây là ngày tối năm đây rồi nằm tại chỗ học lúc nó đi là mới ngày hôm kia người em là biết chưa biết đã đắt ra hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ hết qua 2 ngày sau thì người anh đã mất đúng 1 giờ sáng nay, nhưng mà đã liền một cái còn cái kỷ niệm được chiều mai sáng mai mới nhập viện, cái hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thì tôi cũng đồng mà cũng cố gắng hỗ trợ để cho gia đình ông Nguyễn Viên Nhì cho hai người con đó ra đi một lần một trong hoàn cảnh khó khăn này, thì tôi cũng thay mặt cho chỗ tổ nhà anh chồng từ đất này cho người đồng bào giúp đỡ cái hoàn cảnh gia đình của anh Nguyễn Viên Nhì và hai em về nơi ăn nghỉ chúng tôi được hai người đồng và để cũng mong cộng đồng mạng kêu gọi cố gắng giúp đỡ hỗ trợ dùng cho gia đình tiên, thì tôi cũng vậy xin cảm ơn trước cái đồng mạng và cố gắng hỗ trợ giúp dùng cho gia đình cái gì còn với hai qua bước thì là vâng với lại xin cảm ơn anh thì là trong mấy ngày qua thì
Vì em mất trước cách đây là 2 ngày. Thì nghĩa là qua trong những giờ phút khó khăn này á, thì nghĩa là ở địa phương và cộng đồng địa phương này có hỗ trợ vấn đề gì kia? Có một cộng đồng mạng ở trên hội chữ đỏ ở trên Đà Lộc đã cho được một cái quan kêu gọi như là đứa cháu kêu gọi được nên là cho được một cái quan tháng này là mưa dần gột rồi nên ta dỡ xuống cho quan để là sáng mai mà con làm sống cùng đấy hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ với mình là gia đình những người mang tay mỗi chân và thêm chắc là số người ta đem gạo muối nhà có cái chai rồi đem tới để nấu cúng cho đó những người ta Trung Quốc cũng mặn cố gắng cứu giúp đỡ. Thì cảm ơn em đã chia sẻ. Thì là thưa quý vị, cộng đồng mạng thì hiện nay là anh Trần đang có mặt tại gia đình của em Nguyễn Tri Tiến, Nguyễn Tri Tiến và Nguyễn Tri Quốc. Bây giờ là hai em là không may thì cũng đau ốm là rất nhiều năm, cho nên là gia đình cũng mới gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề là mai táng rồi là vật chất để lo liệu trong những ngày là mai táng. Bởi vì là có hoàn cảnh của em là đau quá là cũng 4-5 năm rồi, cho nên là về chi phí của gia đình là cũng rất nhiều, mà cái nguồn lao động là hai em là cái nguồn lao động chính, mà không trong khi thời trong thời gian 4-5 năm này thì là không có lòng đi được hết mà chỉ có chi ra, cho nên gia đình là cũng gặp hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ không may là hai em là qua đời là cách nhau có 2 ngày, thì người em trước 2 ngày và hôm nay là người anh cũng mất là 8 giờ sáng nay, cho nên là khó khăn là chồng chất khó khăn, cho nên là anh Trần là YouTube anh Trần cũng nghe tin và TikTok ra đây thì là đứng lên kêu gọi cho hỗ trợ cho gia đình trong những ngày khó khăn này, thì xin cảm ơn là anh em mặt thường quân trên cộng đồng mạng là chia sẻ cho gia đình là một khoản kinh phí nhỏ nhỏ và cũng ít là nhiều lá lành đùm lá rách trong những khó khăn này, thì là Trần cũng xin cảm ơn anh em mới là mạnh thường quân trên cộng đồng mạng.